Vừa về thêm một chiếc Honda Brio anh chị, rất là đẹp anh chị coi nè, quá trời đẹp luôn. Mới vừa về nha, nhà anh chị coi nè, mấy cái chiều chưa có vệ sinh, chưa đánh bóng nữa, hơi dính sình bùn anh chị. Mà anh chị coi cái nước sơn nó còn đẹp lắm nè, đây nè, rất đẹp luôn. Xe coi nhỏ giá rẻ anh chị, giá chỉ có 360, quá hợp lý nè. 27.000 cây vỏ nó còn dày lắm. Xe này đã dán cách âm rồi anh chị, dán cách âm rồi, đi nó cũng êm lắm, không có ồn anh chị. Anh chị coi các chi tiết trong nội thất nè, đó nè, táp lô nè, vô lăng nè, 27.000 cây, cái vô lăng còn đẹp anh chị, còn đẹp lắm. Anh chị thấy cái cần số cũng còn đẹp nè, 27.000 cây à. Anh chị coi này, dạng ghế bên tài nè, thấy không? Ghế nỉ nha, xe này người ta chạy gia đình nên người ta không có bọc da đâu, rồi ghế nỉ cho nó im nè, đó, các chi tiết còn đẹp lắm. Cái này người ta gắn thêm chống chày nè, chắc lột bỏ luôn, vệ sinh lại hết nè, có lót sàn 5D luôn đó nè. Anh chị coi chi tiết nè, không tách bi cửa nè. Đó, anh chị nào quan tâm dòng xe cỡ nhỏ gia đình thì anh chị liên hệ chiều đến coi. Anh chị coi này, người ta kiểu như mấy cái xe cỡ nhỏ nên hay ồn quá chị. Và anh chị coi người ta kỹ lắm, người ta dán nè, dán ron hai lớp, lo cái ron zin nè, cái ron này dán thêm nè đó. Đã vậy người ta còn dán cách âm cho xe nữa anh chị. Đó nè, chị coi chất xe này còn đẹp lắm, thấy không? Đó, dán cách âm rồi đi nó cũng im, nó đỡ ồn anh chị. Brio nè, RS nè, sản xuất là 2019, chạy 27.000 cây. Đó nè, nó có trang bị mấy cái lót sàn 5D nè, đó không? Cái góc đầu cũng rộng quá trời luôn. Đây bánh xe dự phòng ở đây nè. Đó đây, anh chị coi người ta dán cách âm nè, không? Dán mấy cái mút nè. Rồi, cách âm cái xe nó gì cho nó đỡ ồn anh chị. Bánh xe dự phòng nè, dán cách âm rồi nè. Đó, nè. Nói chung mà xe mua bán chị cam kết đảm bảo cho chị là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc là nguyên zin. Cũng bao chị đi test hãng thoải mái luôn. Đó, anh chị coi là chất xe còn đẹp quá trời luôn chị. Quá đẹp. Đó, vỏ ha, vỏ xe 27.000 cây này còn dày lắm. Dán cách âm rồi nè, dán phi cách nhiệt luôn rồi nè. À, xe thì đẹp nè, ha. Xe này quay xong cái clip này chiều sẽ dọn lại ha, dọn lại đánh bóng xe lại, vệ sinh gầm lại, vệ sinh động cơ lại cho anh chị liền. Xe cũng mới về thì mấy nay chiều đang lu bu mở cửa hàng mới chị ở 18 Hiệp Bình đó, nên chưa có vệ sinh nguyên một dàn xe luôn, còn để bụi bặm quá trời luôn anh chị. Chắc đầu tháng này ha là chiều sẽ giờ qua showroom Hiệp Bình nha. Anh chị nào có mua xe thì nhớ ghé qua 18 Hiệp Bình nè, màn DVD nè, không số tự động nè, tiết kiệm xăng lắm. Xe này động cơ 1.2 đi tiết kiệm xăng lắm anh chị, rất là tiết kiệm xăng luôn. Mà xe cỡ nhỏ mà nhìn xe nó cũng đẹp nữa anh chị, thiết kế xe đẹp. Xe này nhập từ Thái Lan luôn á, sản xuất 2019 nè. Đây sản xuất 2019 đây nè, không biết anh chị thấy không, 2019 nè, Honda Brio nè. Đó, xe này nhập từ Thái Lan, từ Thái Lan. Anh chị thấy không, cái nội thất nè còn đẹp lắm. Xe này bây giờ quay xong cái clip là chiều sẽ xì ba lại, chẳng hạn như là đánh bóng toàn xe lại nè, vệ sinh cái động cơ, vệ sinh cái nội thất lại cái nữa. Anh chị đem cái xe về là đẹp long lanh luôn anh chị, không màu cam mà nhìn cũng sang nữa. Phiên bản RS nè, động cơ 1.2 đây đó, như là máy móc là còn nguyên zin hết là gì. Mua bán thì chịu cam kết đảm bảo cho chị không tai nạn nha, không ngập nước nha, máy móc là nguyên zin. Đây động cơ nè anh chị thấy không, người ta gắn thêm cái gon ở đây nè, cách âm nè, đây ốc capo cũng chưa tháo luôn, gon này nọ là còn ok hết luôn, keo chỉ nguyên zin anh chị. À, quá là ok. Động cơ 1.2 tiết kiệm xăng lắm, mà xe cỡ nhỏ mình thiết kế xe cũng đẹp nữa. Được cái này người ta giá cách âm rồi anh chị, đi nó cũng đỡ có ồn lắm anh chị, không thiết kế xe đẹp không, nhỏ gọn, giá rẻ 360 triệu, còn bớt. Anh chị có quan tâm thì đến coi nha. Xe này được sản xuất là 2019, chạy 27.000 cây à, xe nhập này, kiểu dáng này nhỏ gọn này không đó, mà được cái tiết kiệm xăng nữa. Xe này người ta cũng mua chạy gia đình là gì, dán người ta dán Barbie in car này. Đó, dòng này xe gia đình không mà ai mà mua kinh doanh xe này anh chị. Rồi 360 triệu nha, chạy 27.000 cây, sản xuất 2019. Đến coi xe chịu bớt thêm một chút nữa cho anh chị.